Đây là cái chiếc N155 của mình ha các bạn. Thì N155 mình trước khi mà đi cái tour xuyên Việt á thì sử dụng cái nồi zin, nồi chống trượt, chỉ hai cái lò xo cho nó nặng hơn thôi. Và hôm nay mình sẽ úp một cái bộ nồi của 150, nồi này thì không có chống trượt nha các bạn. Lý do tại sao phải lên cái nồi 5 lò xo cho N150, với những cái xe máy độ á thì khi mà mình thả con ở những cái tốc độ cao, ví dụ như hết ga tầm khoảng số 3 lên số 4 đi, tầm khoảng 12 cho tới 13.000 RPM, mình thả ra cái là cái nồi zin á nó sẽ bị trượt nồi nhẹ, rồi sau đó rồi xe nó mới bắn đi, mà các bạn sẽ nghe nó hơi bị nhựa nhựa đó. Cho nên lý do tại sao phải lên cái nồi N150 5 lò xo để cho cái độ bắt nồi á nó được tốt hơn, khi mình thả ra cái là nó bắt nồi liền, nó sẽ giảm cái tình trạng là bị trượt bố nồi, trượt lá sắt và gây là cháy bố, và cái xe nó bắn đi tốt hơn, nó không có bị nhựa nhựa. Với lại xe zin á thì các bạn mà muốn cái độ bắt mà nhiều á thì các bạn vẫn thể là đi như thế này, nhưng mà bóp trong điều kiện trong phố mà bóp con nó sẽ nặng tay. Còn với những cái xe mà đã nâng cấp động cơ đồ lên á, từ 62 đổ lên thì đi cái nồi bắt tốt thì chạy xe nó lao đi nhanh, ổn định hơn. Ráp bố nồi mới các bạn, thường là mình sẽ ngâm ở trong nhớt đúng không, nhưng mà mình mới vừa tìm ra được một cái loại nhớt đặc biệt nha, cái này là hàng châu Âu, người ta bán là 1 lít là gần cả 3 triệu bạc, thì để sử dụng riêng cho cái việc mà để ráp bố các bạn đó. Cái độ bôi trơn cũng như là nó làm cho cái bố khi mà bố mới gắn vào á nó sẽ không có bị ra bã giống như là nhớt bình thường, rất là đặc biệt nha. Ví dụ như mình gắn lên như thế này nè, mình bơm nhớt lên đều hết mặt bố, mình sẽ để tầm khoảng cỡ 60 phút, thì trong 60 phút này cái nhớt này nó sẽ thẩm thấu vào trong những cái phần lá bố, lá sắt, để giúp là nó không có bị cháy. Còn ví dụ như mình ngâm ở trong cái nhớt thường bình thường thôi, cái nhớt mà nhớt máy nhớt bình thường á, là các bạn đi bố mới là sẽ cháy ra cái màu rất là đen ha. Thì cái loại này nó đặc biệt, giá cũng cao các bạn, giờ chỉ để chuyên dành để ráp bố mới thôi. Hôm nay đi Vũng Tàu xong rồi thì về nhà mình sẽ rút kiểm cái máy ha các bạn, sau một cái chuyến hành trình xuyên Việt 5.500 cây, với là ngày hôm qua mình đi Vũng Tàu, thì hôm nay về sẽ mở máy ra quay cho các bạn xem các cái chi tiết bên trong máy là nó có còn đẹp hay không sau một cái chuyến hành trình tương đối dài. Dòng đời của xe độ thì nó tầm khoảng cỡ 10.000 cây, thì riêng cái cục máy này của mình thì nó chạy ra đó cũng khoảng gần được cỡ 7.000 rồi, thì chỉ còn có 3.000 cây nữa thôi. 10.000 cây nghĩa là sao, tức trong đó nó sẽ có những cái chi tiết cần phải được thay thế, chứ không phải là mình cứ làm một cục máy là mình chạy hoài cho tới khi nào mà nó hư hoàn toàn thì mình mới thay. Trung bình cái máy độ thì nó là 10.000, thì có những cái chi tiết thì mình cần phải kiểm tra và thay thế. Rồi bây giờ đang tiến hành là rớt máy xuống hả các bạn. Lấy đội nhanh. Sao không đẹp trai mà. Được, còn được. Cháu gì đang xanh vậy được không? Thôi chưa xong. Được rồi. Quả đẹp mà. Bê tông, bao đẹp. Rồi bê tông chưa gì bị gì hết. Mới lên đây. Mới lên. Tao phải xích kìa. Mới đi bữa nay mà anh đen vậy á. Bữa về trắng tươi đã lắm. Quay cốt. Lòng mà bóng mà soi gương được luôn các bạn. Xe trong 120 đúng là bóng thiệt ha. Tất cả đồ đều rất là đẹp ha các bạn. Bây giờ chỉ cần bảo dưỡng đồ thôi. Tháo ra kiểm tra bảo dưỡng rồi quay cho các bạn xem các cái chi tiết ở trên một cái chiếc xe độ khi mà đi tour xuyên Việt 5.500 cây về. Thì bên mình canh chỉnh và ráp máy rất là chuẩn chỉ ha. Và trong cái quá trình mà các bạn sử dụng xe độ á, mở ngoặc nha, xe nâng cấp máy, thì ví dụ như mà các bạn làm xe bên mình á thì
trong suốt cái quá trình mà các bạn sử dụng xe thì bên mình sẽ bảo trì bảo dưỡng cho các bạn đúng cái tiêu chuẩn và hướng dẫn các bạn cái cách mà sử dụng xe như thế nào để cho nó bền. Tất nhiên là có những cái lúc mà mình muốn chạy nhanh, chạy tốc độ hoặc là mình chạy theo cái ý hết mình vẫn được, nhưng mà đi xe độ thì biết cách chạy nó sẽ bền hơn. Còn với một cái chiếc xe mà các bạn chỉ bỏ tiền ra làm, người ta làm xong chiếc xe cho các bạn chỉ việc chạy thôi đó, thì cái nguy cơ mà nằm đường thì nó sẽ rất là cao. Còn khi mà các bạn hiểu về xe rồi thì nó sẽ đỡ hơn xíu. Đây là cây xúc bắp ở trong xe mình hả các bạn, mặc dù là vẫn còn xài được bình thường không có gì hết á, nhưng mà đi tầm khoảng cỡ 7-8 ngàn cây rồi thì tháo ra bảo dưỡng thì sẽ thay thế những cái chi tiết như thế này, chứ không phải là chờ tới lúc mà nó bị cong, bị lúng đầu xúc bắp rồi mới thay nha các bạn. Tức là mình xài đồ là phải lường trước được cái hậu quả, chứ không phải là chờ nó hư xong rồi mới thay. Đó, nó chưa lúng gì hết nha các bạn, chỉ là có dấu hơi hơi thôi. Nhưng mà bảo dưỡng cứ mỗi một lần là 7-8 ngàn là phải thay những cái chi tiết. Đây là cái đầu nè, sau khi mà thay xúc bắp rồi thì vệ sinh cái bề mặt lại để cho nó không có bị chảy nước chảy nhớt gì hết á, sạch sẽ ngon lành về ráp thôi. Đây còn hai cây nữa nè. Số bóp này thì sấy lại thì vẫn xài được nha. Bạn nào mà có nhu cầu mà cần xài lại hàng lướt 7.000 cây thì liên hệ mình. Mình xài đồ thì xả đồ ra là đồ vẫn còn ngon lành, ok ha. Nhưng mà tính mình thì chạy xe hơi gắt nên đi đồ mới không à. Đó, bạn thấy cái đầu này vẫn còn ngon nha. Thay ron mới nè, rồi thay lò xo đầu mới luôn nè bạn. Đây là cái ắc bích tông ha bạn, sau khi mà chạy được khoảng hơn 7.500 cây, đẹp không, nhìn ngon lành ok không. Ngày xưa mình có bị cháy cái ắc này hết một lần rồi, nhưng mà ắc này thì ngon lành ok nha. Đây là cái bích tông sau khi mà vệ sinh ha các bạn,